này con cái này. Này siêu to siêu dài luôn. Này đàn này thì nuôi sinh sản thì tốt luôn, cả đực cả cái rất là to luôn. Con này phải tầm 13 cân 14 cân này mọi người ạ. Đây gầm đen, yếm trắng nhá. Ai nuôi cái sinh sản đàn này thôi rồi, đây đỏ bã chậu đậu. Mặt to chưa? Mình test.